Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thịnh Đạt. Thì đây là cái bàn học của mình, mỗi ngày mình học ở đây nè các bạn. Còn đây là cái laptop mà mình để học online. Thì bây giờ mình đã đi đến trường rồi, chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi thì mình sẽ phải đi thi học kỳ 2 rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip là đặt cá beta theo yêu cầu của các bạn luôn. Vừa mới lên trên YouTube mình có thấy mấy cái bình luận của các bạn á, thì mình đã lựa chọn được 4 cái bình luận. Mình không thể nào mà mình mua 4 con cá beta liền cùng lúc với các bạn, tại vì mình chưa có kiếm được tiền từ YouTube, mà một tuần thì mình chỉ có 250. Nói hơi nhiều hay 250 ha, nhưng mà thật sự là chỉ có 250 thôi, cho nên là tôi sẽ random. Đây là một cái vòng quay, ở đây sẽ có 4 bạn, may mắn thì bạn nào trúng thì mình sẽ mua con đó nha các bạn. Anh mua cá Super Blue đi anh. Mua con cá ở trại cá chợ combo 3 bé Samurai Dumbo White Red Fancy đi anh, có 40.000 hà. Còn bạn thứ ba là bạn Trung Đỗ kêu mình mua con Dumbo White. Bạn cuối cùng là bạn Khang Bét kêu mình mua là con cá ly hia đông. Ok các bạn. Của đồng hả? Đồng. Đồng. Đồng chứ cái gì? Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm nha các bạn. Rồi bấm luôn rồi. Để xem ai đây. Con gì đây? Không vô. Trời ơi. Em mua con cá ly hia đồng này ở cái shop là Wilson Store nha các bạn. Có với giá là chỉ có 35.000 thôi. Rẻ rề luôn. Tôi sẽ nhấn mua ngay nha các bạn. Và ship của nó là 32.000. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt cho các bạn xem luôn nha. Đây là ly hia đồng nha các bạn. Nhấn đặt nha. Nhanh vậy ha, xíu cái tiền nó bay mất tiêu luôn. Mình lên cái shop Gupi Xanh Việt Nam nè các bạn. Thấy cái hồ cá này rẻ quá, quyết định là mua cái này luôn nha. Được có voucher giảm ship nữa nè. Bây giờ mình đặt luôn nha. Rồi, tiền đã bay tiếp tục. Đợi thôi nha các bạn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thịnh Đạt. Thì mình đã trở lại rồi đây. Hôm nay là tối của ngày thứ ba và ngày mai là mình được nghỉ các bạn, cho nên là tối hôm nay là mình tranh thủ quay clip với các bạn để trong tuần này mình sẽ ra cái video này. Thì phải nói là cái đơn hàng này đến bây giờ mình vẫn chưa review cho các bạn xem nữa. Các bạn còn nhớ trên tab cộng đồng không các bạn? Mình có đăng cái hình ảnh đó là có cái hình của cái hộp này luôn nè. Thì lúc đó là mình đã review của anh Trần Phước rồi, 8 con beta trong đó có 3 con da anh. Thì mình chưa có review, mãi đến ngày hôm nay, ngày thứ ba này mình mới quay clip cho các bạn xem. Thì mình đặt cái đơn hàng này á, cái lúc mà shop đóng gói cái đơn hàng này các bạn là ngày 12 tây tháng 4. Đơn vị vận chuyển là CNT nha các bạn. Giao chung với cái đợt của anh Betta Trần Phước đó các bạn. Trời ơi nó lâu vải chữa mà tôi phải chạy tới cái chỗ đó lấy luôn. Chạy tới cái chỗ đó mà người ta nó không có, tôi phải chạy về bên tôi luôn. Tôi chạy lên kia 2 cây để mới tới các bạn. 19 tây tháng 4. Tính ra là tối hôm nay là ngày 19 tây tháng 4, ngày mai là ngày 20 luôn. Thì phải nói là hơn 7 ngày. Hơn 7 ngày một chút xíu. Không biết là cái con beta trong đây nó còn ok không nữa. Cái đơn hàng này nè các bạn là nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn mới đâu có 2-3 ngày là nó tới à. Còn cái đơn hàng này trời ơi nó lâu, 5 ngày, 5-6 ngày luôn á. Không nhớ rõ là bao nhiêu ngày cụ thể là không nhớ, nhưng mà thật sự cái đơn hàng này nó lâu hơn rất là nhiều so với cái đơn hàng này. Rồi thì bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa và mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Để xem thôi nó còn ok không nha. Kiểu như 7 ngày mà các bạn không ăn uống các bạn sẽ hiểu cái cảm giác đúng không? Tôi tính là để hết tuần này tôi mới quay cho các bạn xem á. Nhưng mà tôi thấy là tôi tội con cá quá các bạn, cho nên là tôi sẽ mở ra liền nha, tôi review luôn cho các bạn xem nha các bạn. Lúc trước có bạn kêu tôi là mua cái hồ kiến đi về để show con cá cho nó đẹp các bạn. Tôi quyết định là tôi lên mạng tôi đặt về cái hồ này cho các bạn xem. Tôi đặt cái hồ này thì 2-3 ngày nó tới rồi. Nhưng mà đợi cái đơn hàng kia về thì nó quá lâu, cho nên là cũng gán mà đợi. Thì cái shop mình đặt ở đây là Ruby Xanh nha các bạn. Shop này hình như là gần sát bên tỉnh mình luôn, ở Long Xuyên nha các bạn, An Giang nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn. Thì được free ship có 45.000 thì khá là rẻ. Không biết cái hồ bên trong nó còn nguyên vẹn không ha. Đây là một cái hồ kiến nha các bạn. Bên ngoài được bọc ni lông, bên trong là một cái túi giấy, bên trong nữa là xốp. Đấy, trời ơi nè, có chất lượng không? Đấy, wow. Cái hồ mình mua là trơn nha các bạn, chứ không có dán đề can, đề kiết gì hết á. Đề can, đề kiết vô thì nó mắc hơn. Cái khúc này phải nhẹ nhẹ xíu nè, không thôi là bể cái hồ. Đang tập trung nha các bạn. Đóng gói rất là kỹ lưỡng luôn, sao bể nổi. Thì khi mà mình mua cái hồ này các bạn, thì mai mốt mình sẽ có cá về, mình sẽ bỏ cá vào đây mình xô lên cho các bạn xem, nhìn nó đẹp hơn. Thì mình thấy là nó hơi dơ chút xíu nha. Bây giờ mình chắc mình phải đem đi rửa lại quá. Rửa cho các bạn xem. Tại vì một tay mình cầm máy rồi. Ok, chắc sạch rồi đó. Cũng tính mua là cái hồ kiến kia các bạn, nó có đề can lên đèn á, nhìn nó sẽ chất lượng hơn. Khi mà mình gọi vô thì nó sẽ quay trực tiếp với con cá thôi. Nhưng mà mình ngán tiền quá, mình không có mua nổi, nên là mình quyết định là mình mua cái này thôi. Thì sau này mình làm YouTube mình có tiền thì mình sẽ đầu tư hơn vào clip mình chất lượng hơn nha các bạn. Thì mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ về lại cho mình một like và một đăng ký nha. Ok, thì cái hồ này thì nó nhìn nó cũng nhỏ lắm. Thì các bạn nhìn đây là cái bàn tay của tôi nè. Cái bàn tay của tôi nó có chiều dài, cái ngón nó rất là dài đó. Thì nó là như thế này đó. Còn cái mặt của tôi nó như thế này. Tại tôi không có hước ở đây, tôi không có đo cho các bạn biết được là nó chiều cao, chiều rộng, chiều dài. Tôi không có nhớ nha, tôi không có nhớ, tôi cũng quên xem mà. Rồi bây giờ nói chung là bạn nào muốn mua thì tôi sẽ để link bên dưới nha các bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cá cho các bạn xem nha. Thì các bạn muốn uống sữa không? Đây là sữa cô gái Hà Lan hả? Cô gái Hà Lan. Bạn nào muốn uống sữa cô gái Hà Lan không? Không quảng cáo nha. Ok, mở cá cho các bạn xem. 7 ngày rồi đó nha. Đây là một cái giây phút phải gọi là cực kỳ hồi hộp luôn. Không biết rằng là 7 ngày rồi nó sẽ như thế nào. Thật sự ra mình rất là lo lắng cho nó luôn đó các bạn. Tại vì mình đang phải hy cho nên là mình không có mở ra. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Ồ, thấy cách mở là biết mình mở chất lượng rồi đó. Coi. Rồi, nó nhợt màu luôn rồi. Không biết mình để 2-3 ngày nữa mình quay lại cho các bạn xem thì nó có đẹp hơn không. Nhìn như con cá bể trầu quá trời. Rồi, giờ tôi sẽ chế ra cái hồ kính để cho các bạn xem kỹ hơn. Cái bọc thì khá là dài, dài hòn lòn luôn. Cái bàn tay của mình bằng luôn các bạn. Con này thì không có gì đặc sắc lắm nha, tại vì nó rẻ quá mà. Có những bạn kêu tôi mua mấy con cá này kia đó. Tôi cũng mua đó nhưng mà từ từ các bạn. Tại vì tôi chưa có tiền nha. Để chừng nào tôi dành đủ tiền rồi tôi sẽ mua cá cho các bạn xem. Cái phần là mấy hôm nay tôi cũng thi nữa. Trời ơi, nó sung dưới ta, hay là nó quảng ta. Cái con ly hia đồng này bây giờ ở quê tôi thấy ít lắm các bạn. Hồi đó thì nhiều, không biết giờ sao ít xịu à. Nhìn con này nhớ lại ngày xưa các bạn. Hồi đó tôi hay đi xuống sông tôi bắt lắm. Mà bắt vui thì chính chứ bắt không được nhiều. Hồi xưa tôi khoái nuôi mấy con này lắm nè. Nhìn nó nhìn vui lắm. Mặc dù nó không thấy nó đá nha, nhưng mà nhìn nó vui lắm. Tại hồi xưa tôi cũng khoái nuôi cá nữa các bạn. Mà ngặt cái là nhà không có tiền thôi, không có nuôi nổi. Mua bắt mấy con ly đồng này nè về nuôi, chứ có tiền đâu mà ra mà tiệm mà mua cá để về nuôi đâu các bạn. Rồi thì clip đây thì cũng hơi nhàn chút xíu. Thì mình mở cá cho các bạn xem. Thì mình thấy con cá nó hơi nhạt màu, và mình nghĩ là mình sẽ để thêm vài ngày nữa để xem coi nó có đẹp hơn không. Đẹp thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Thì chắc tầm thứ Bảy, Chủ nhật gì đó thì các bạn sẽ xem được clip này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt máy quay và chuẩn bị đi ngủ thôi. Bây giờ cũng khá là trễ rồi. Mình còn phải học bài rồi còn phải chỉnh clip cho các bạn xem nữa. Ok, bye bye các bạn nha.